Thì các bạn thân mến, qua một chặng đường dài từ thành phố Hồ Chí Minh thì hiện nay chúng tôi đã có mặt ở gần thành phố Cần Thơ. Thì trong cái sảnh của nhà hàng bên bờ sông thì ngắm cảnh sông nước thì cũng thấy là đẹp. Đúng là miền Tây sông nước, phía bên kia là cái chợ. Thì đã đến miền Tây sông nước thì chủ yếu là cũng có nhiều cá. Nên trong thực đơn đưa ra thì tôi cũng gọi một số cái món là liên quan đến cá. Nhà hàng ở đây thì cũng rất là sạch sẽ và lịch sự. Ngay bên bờ sông thì cũng rất là đẹp, buổi trưa thì ít khách ăn. Trong khi chờ đợi các món ăn thì thấy có một chiếc tàu đi đến. Thì đã về Cần Thơ thì có cái chợ nổi Cái Răng là nổi tiếng ở Cần Thơ, thì tôi cũng đã điện hợp đồng với tàu, tức là sáng mai là 5 giờ cũng đón tại địa điểm ở đây để đi chợ nổi, thì cũng trải nghiệm xem là cái chợ nổi miền Tây là như thế nào, tức là đi vào sáng. Nhà hàng đã đem món ăn đến, mời các bạn cùng dùng cơm với chúng tôi. Hay thế, món ăn này hay lắm. Đây là bông bí sả tỏi này, đây là cá thắt nát rút xương, xương chiên giòn, đây là cánh cá thắt nóc, đây là cá kèo, kèo khổ. Đấy, cá thắt nát người ta không ảo mà ra ngon không? Rút xương. Thì các món ăn ở đây thì người ta hay cho đường vào, nó có vị ngọt ngọt của đường, thì nó cũng không hợp khẩu vị với tôi lắm, vì tôi cũng nấu ăn thì cũng không thích cho ngọt của vị đường. Tuy nhiên các món ăn thì cũng rất là ngon. Và đây cũng có một chiếc tàu thuyền, người ta có cái lưới ở phía trước kệ giã cào. Còn sau khi ăn xong thì cũng là đều no bụng, món ăn thì cũng tạm được. Và trải nghiệm một bữa trưa ở miền Tây sông nước, bữa trưa đầu tiên ở miền Tây. Thì video này thì tôi tạm dừng ở đây, hẹn các bạn xem tiếp đi một số địa điểm như chợ nổi Cái Răng. Hoa đẹp không? Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.